Những thanh âm như thế này đã trở nên quen thuộc với bà con làng xóm tại thôn 4, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy. Nhưng lần nào thanh âm ấy cũng để lại nỗi ám ảnh với những người xung quanh, nhất là những người lần đầu tiên đến thăm cụ Tẹo và cháu nội như chúng tôi. Cụ Đỗ Thị Tẹo năm nay đã 85 tuổi, nhưng dường như chưa có một ngày thảnh thơi trong đời. Cái lưng đã còng hẳn của cụ in hẳn dấu ấn cả cuộc đời vất vả vì con, vì cháu. Con trai lớn của cụ là liệt sĩ. Con trai thứ hai cũng bỏ cụ ra đi vào năm 1999. Sau khi người con dâu của cụ qua đời 6 tháng trước vì tai biến. Con trai và con dâu bỏ lại một bé gái từ khi bé mới 6 tháng tuổi cho cụ Tẹo. Cô bé của thời ấy chính là chị Đào Thị Xuyến trong chiếc cũi sắt này. Năm nay đã 22 tuổi. Ăn thì nó không ăn, rồi nó cứ đập xùm xùm cái này, mà cho nó đi ra thì nó thích thì nó đứng, không thì nó hét lên, nó hẩy ra. Thôi mà mất đi thì là nó khổ lắm đây. Không ai biết rõ căn bệnh thần kinh của chị Đào Thị Xuyến bắt nguồn như thế nào. Chỉ biết rằng tầm 3 đến 4 tuổi, thấy cháu có biểu hiện lạ, cụ Tẹo đưa cháu nội đi khám bệnh thì được bác sĩ thông báo não cháu bé chậm phát triển. Từ đó đến nay, cứ ở đâu có người mách là cụ Tẹo cùng một người bác của Xuyến lại đưa cháu đi vái tứ phương. Nhưng bệnh của Xuyến không có biểu hiện tiến triển. Sống hàng ngày với những tiếng la hét của cháu nội, cụ Tẹo thương cháu vô cùng. Chỉ có cụ mới có thể chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ của Xuyến. Bất cứ ai ngoài cụ Tẹo lại gần, Xuyến đều hoảng sợ và la hét. Bố cháu, mẹ cháu là trước khi ra đi là chết trên tay thôi. Năm nay 22 tuổi rồi, mà bây giờ chỉ có quen bà thôi, ngoài là không ai giúp đỡ được. Thế mà tôi cũng rất lo, không biết là sau này bà mất đi thì ai là người chăm sóc cháu. Thế mà cháu không biết cái gì cả, tất cả toàn bộ là coi như là bà nội tự đạo diễn cho, từ cái ăn, vệ sinh, tất cả các thứ. Mặc dù hiện nay cụ Tẹo và cháu nội được trợ cấp gần 2 triệu đồng một tháng, nhưng những khó khăn vẫn cứ chất chồng trên tấm lưng còng của cụ. Nhất là hiện nay tuổi cụ đã cao mà không có người thay cụ chăm sóc chị Xuyến hàng ngày được. Mà cháu thì thế này, bà thì thế này, thì là già yếu mà không thể lao động được nữa rồi. Cứ hàng ngày là thuốc, được có đồng tiền trợ cấp thì cứ thuốc hàng ngày. Rời căn nhà của cụ Tẹo, thanh âm trong cũi sắt vẫn cứ ám ảnh những người thực hiện chương trình này. Chỉ mong sao cụ Tẹo sống khỏe, y học ngày càng phát triển để chị Xuyến có cơ hội được chữa bệnh. Ngày vẫn dài và hy vọng sẽ tiếp nối.